Vâng, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình thì hôm nay. Vâng, một cái sự kiện mà rất là lớn đối với channel của mình. Đúng là đầy tháng của channel của mình, cũng rất là hạnh phúc luôn. Nói chơi thôi. Hôm nay thì đúng là cái ngày hôm nay lúc mà 10 giờ sáng thì channel của mình đã đạt được con số gọi là 20.000 subscriber. Một con số mà cực kỳ không tưởng luôn. Event vlog mình sẽ làm stream vào tối ngày mai lúc 8:30 nha anh em. Anh em muốn xem câu hỏi gì có thể comment vào lúc tối ngày mai 8:30 nha anh em, mình sẽ stream trực tiếp tại kênh luôn. Anh em muốn hỏi gì thì mình trả lời tới đấy. Tâm sự một chút về cái công cuộc mình làm tập kích như này thôi. Ok nào. Để tham gia event này thì mình có một event nhỏ đó thì giải thưởng á, nó là hai acc, no, một acc có hai kỵ sĩ đó là DNA và Phát Nai. Khá là ngon, hai con đấy là gọi là Hắc Long và Cuồng Long rồi. Cuồng Long như nhau hết. Thì cách tham gia rất đơn giản, anh em chỉ việc comment một số. Đầu tiên là anh em phải đăng ký kênh của mình. Ok, nhấn vào nút đăng ký. Bật thông báo lên, bật. Ok, như vậy là được. Và đây là ví dụ các bạn đăng ký xong được không? Đây là cái video event của mình. Đây các bạn vào. Ok. Ví dụ đó là event của mình đi. Các bạn hãy like cho mình, click vào like này. Share này. Share lên Facebook nhé các bạn. Các bạn cứ giả bộ là mình share rồi, mình share luôn. Đấy. Tham gia event hay là cái gì đấy các bạn muốn ghi sao thì ghi, miễn là share là được. Event. Ok. Đó, như vậy rồi mình sẽ nhấn đăng chia sẻ. Như vậy là mình đã nhấn chia sẻ rồi các bạn ạ. Rồi, như vậy là xong. Xong một bước like share, cũng như chia sẻ. Bước 1 là các bạn phải đăng ký channel của mình và thông báo. Bước 2 là like cũng như là chia sẻ lên Facebook của bạn. Bước 3 là comment. Thì comment này mới quan trọng này. Thì các bạn hãy comment cho mình một số từ 0 tới 999, tức nghĩa là một số có 3 chữ số nhớ bạn, không phải là 3 chữ số. Một số có 3 chữ số từ 000 tới 999. Bất kỳ. Ở đây thì mình sẽ làm mẫu cho các bạn xem. Số may mắn. 0000. Đó. Hay là Hùng 200 cm đi. Ok. 200 200. Và dưới là link Facebook của các bạn để mình có thể liên lạc và trao giải. Còn mà bạn nào không có link Facebook ấy, à Facebook trong facebook.com nhạc Hữu Hùng MAC, đây là link Facebook của mình. Còn cách lấy link Facebook rất đơn giản thôi, các bạn chỉ việc vào chôm này m.facebook. Đó. Mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy link luôn. Đó, như vậy là mình đã vào Facebook của mình rồi. Đó. Đây là nhấn vào dấu ba chữ ba vạch này. Chọn vào Bùi Hữu Hùng. Đó, rồi các bạn chọn vào tên nha, không phải là dấn vào ba vạch là được đâu. Rồi các bạn hãy lên đây Facebook và copy cái dòng này cho mình. Chép. Như vậy là xong, như vậy là mình đã lấy được link Facebook của mình. Rồi các bạn dán vào đây. Hoặc các bạn nào nhớ rồi thì chỉ cần ghi ra là được. Đó. Hữu Hùng FIC, các bạn nên việc tìm như vậy là ra. Còn không có link Facebook thì các bạn hãy sử dụng số điện thoại Facebook của mình. Điện thoại Facebook này 01XYZ thì đấy. Đây số điện thoại mà các bạn mình để cách là cái này là liên lạc và kiểm tra xem các bạn có xe không thôi. Như vậy là được rồi. Xong. Rồi mình sẽ đăng luôn. Mình cũng làm mẫu rất là nhiều lần này. Đây này. Các bạn có link Facebook, số điện thoại hoặc số điện thoại, số may mắn, link Facebook và như vậy là xong. Kết quả người trúng thưởng là kết quả mà người comment ba số may mắn trùng với lại kết quả số trùng với lại ba số cuối kết quả số số miền Bắc ngày thứ bảy tuần sau. Ngày thứ bảy nha các bạn. Tại vì những ngày thường thứ hai, thứ ba, thứ năm, thứ sáu là mình đi học hết rồi. Cho nên mỗi thứ bảy là về sẽ stream và trao giải cho anh em trực tiếp luôn. Thế nó mới máu. Kinh khủng khiếp chưa? Ok, lời cuối cùng thì chúc anh em may mắn. Good luck. Và mình sẽ vào ạc xem tí nhờ chứ. Ok, đây là con ạc của mình. Anh em mới xem, nói chung là giá trị thì ít, nhưng mà mặc dù mình cũng muốn mua ạc, nhiều ạc để làm event cho anh em lắm. Nhưng mà còn nói là đi học thì không đi này. À không, đi học thì có đi, đi làm thì không đi này, kiếm thì không ra tiền này. Thế làm gì có tiền mà làm mua được nhiều ạc. Nói chung là như vậy rồi, mình con ạc này mình cũng phải tích góp lại có tiền mới mua được đấy các bạn ạ. À, đia này, đia 6 này, phát này. Ôi rồi rất là nhiều súng ở đây, hai kỵ sĩ và M93R, có một cái cực kỳ hiếm luôn mà các bạn có thể là
Cái cây này có lẽ đếm đầu ngón tay trong tộc ít luôn đấy. Các anh em gặp chả bao giờ thấy cây này đâu. Nhiều anh em còn không biết cây này là cái gì nữa. Oren M4A1 M82A1. Đó. Anh em chỉ việc comment và tới ngày đấy mình sẽ stream và trao giải trực tiếp cho anh em may mắn, mình sẽ liên hệ thẳng Facebook luôn. Chúc anh em may mắn nhá. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở những video lần sau. Đừng quên subscribe nhá.